Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ review một số sản phẩm của Đèn Pin Online. Thì ở đây mình có một cái M1X Striker. Full Boss M3X Ulti Javelot, một cái đốt sạc Omni. Thì mình sẽ mở hộp cái M3X trước. Đây là sản phẩm mua từ Bisu Shop. Bisu là một đại lý phân phối chính thức của online ở Việt Nam, cho nên những bạn nào mà cần mua thì hãy liên hệ ở Bisu. Đây, sản phẩm được đóng gói rất là đẹp. Đó là một cái bao. Đây là một cái bao đựng đèn. Chúng ta có đây một bao đựng đèn, một cái thân đèn, cái ống. Ống này là dùng, các bạn dùng pin 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 hình như là pin gì quên mất tên rồi, pin 3A thì các bạn sẽ cho pin vô đây. Còn pin này mình xài pin 18650 thì pin này khỏi cần cái ống. Thực sự cái ống này cũng không cần thiết lắm, tại vì cái đèn này nó xài pin rất là cần pin lớn. Thành ra nếu như các bạn xài pin nhỏ quá thì nó không có đáp ứng được cái thời gian để mình sử dụng. Đây là cái ống nối. Cái ống này là dành cho các bạn xài pin pin này thì các bạn sẽ sử dụng cái ống này, hai cục pin này để mà sử dụng cái ống này thì nó sẽ, cây đèn nó sẽ dài ra thêm và nó cũng như nó sẽ dung lượng pin nó sẽ nhiều hơn để mình xài sử dụng hơn. Hai cái O-ring, hai cái gon để mình thay thế khi mà cái con cũ nó bị xuống cấp. Hướng dẫn sử dụng. Đây có cái bảng cái bằng runtime. Còn đây là các thông số và các hướng dẫn sử dụng đèn. Thì đây một lát mình sẽ review rõ hơn cho các bạn xem. Thời gian không nhiều, mình làm nhanh nhanh các bạn. Đây, mình các bạn nhớ để pin là đầu này vô trước nha. Một cục, hai cục thì nó sẽ dư lên một khúc như vậy nè. Mình sẽ nối cái đoạn này vô. Dặn cho kính vô thôi, nó chảy nước vô nha các bạn. Đèn này chống nước IPX8. Thì có thể ngâm dưới độ sâu 2 mét trong 30 phút. Nhưng mà mình nghĩ có lẽ là nhà sản xuất chỉ đưa ra cái tiêu chuẩn như vậy thôi, chứ thực sự có thể ngâm lâu hơn nữa. Xin lỗi các bạn vì mình review đèn ngay bằng ngày. Mình review đèn vào bằng ngày. Thôi để mình... sẽ gọi cho bạn xem. Đây là cái công tắc cao su. Đèn này có thể dựng đứng trên mặt phẳng được nha bạn. Nên mình chuyển chế độ. Nó có 3 mức sáng. Đây là mức sáng thấp nhất, kêu bằng mức sáng low. Sáng này mình không nhớ rõ là bao nhiêu lumen. Thôi thì cái đó khó, mình cho qua đi.
Đây là mức sáng medium. Mức sáng cao nhất là mức sáng 2 là turbo. Ngoài ra thì đèn còn có một cái chế độ stopper, có nghĩa là nhấp nháy. Nhấp nháy này dành để mình đi cứu trợ hoặc là mình phòng thân cũng được. Ngoài ra đèn còn có chức năng là moonlight. Khi bằng moonlight thì thực sự không phải moonlight, tại vì nó sáng tới 3 lumen là đèn lúc này nè, khoảng tầm 1 giây thì mình lúc này nó ra một chế độ sáng rất là yếu. Độ sáng chỉ có 3 lumen thôi. Đó. Tổng sản phẩm. Bạn thấy số series ở trên trên thân đèn nó sẽ trùng với số series trên hộp. Và 3X Jovelos. Nhìn cái giá đèn của nó có một cái lớp phủ chống chóa mặt trong và cả mặt ngoài luôn, thì khi đó bạn sẽ ánh sáng sẽ xuyên qua một cách tốt tốt nhất. Ngoài ra những cái gon thiết kế chống chạy chống da đập ở đây nè, nó loạn nè, thì khi đèn các bạn bị da đập thì sẽ giảm thiểu cái ảnh hưởng tới cái mặt kính này, nó sẽ không có vỡ. Thẳng nhiệt, cái nút này khi mà đèn pin sắp hết đó thì nó sẽ báo cho các bạn màu đỏ đỏ. Đèn cầm rất là nhẹ ha các bạn, nhẹ mà cũng vừa tay, không đến nỗi cồng kềnh như mình nghĩ. Khi mình xem trong hình thì nó bự nhưng mà thật sự nó không có cồng kềnh lắm. Đó, mình cho qua cái đèn Javelot ở đúng rồi, gắn cái bao vô cho các bạn coi. Đây, đọc vô đây. Đây các bạn bẻ cái này ra, các bạn dắt vô dây nịt. Tiếp theo là đèn pin M1X Tiger. Cây M1X Tiger, cây này mình mới vừa lấy về hôm qua thôi. Đây có các phụ kiện đi kèm. Hai cái dòng Orin online hay là bất cứ sản phẩm đèn pin cao cấp nào cũng được có hai cái dòng này ta tặng kèm theo để mình thay thế khi mà nó bị hỏng. Một cái dây đeo của online rất là đẹp, nó có cái này để mình đeo vô cái tai này, mình kéo cái nút này xuống cho nó khít như vậy nè các bạn. Đó, dây đeo rất là đẹp nha, thiết kế tròn mà trên đây nó thêu luôn chứ không phải là in chữ lên. Đây là cái quảng cáo và bản hướng dẫn sử dụng cũng như là tương tự như mà ba Travelodge, thì cái này vẫn là những cái run time rồi hướng dẫn chế độ đèn rồi thông số, ngoài ra không còn gì hết. Tiếp theo là phần quan trọng, cái thân đèn. M3X ấy à, lộn, M1X Tiger. Số series ở đây sẽ trùng trùng với trên trên hộp nha các bạn. Chú ý các bạn mua hàng là phải để ý mấy cái này để tránh hàng dựng, hàng hàng cũ. Đó. Qua thiết kế cây đèn này nhìn trong hình các bạn thấy nó bự, nó to. Nhưng mà thật sự ra ngoài nó rất là nhỏ, cầm vừa tay luôn. Theo đánh giá theo mà nhà sản xuất, thông số nhà sản xuất đưa ra thì đèn M1X này nó thân nó được làm bằng nhôm máy bay, cũng như là cây M3X này cũng vậy. Nhôm máy bay chiến đấu dùng để giảm cái trọng lượng cũng như là cái khả năng chống sốc của nó. Nút này là nút mềm, nói nút mềm nhưng mà thực sự cái chất liệu làm cái nút này lại cứng. Đây là nút cao su mở nè. Cái thân nó được đúc nguyên khối từ 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 đây. Từ cái rãnh dẫn tản nhiệt đầu tiên cho tới cái này thì
đúc nguyên một khối nhôm luôn. Ở trên đây thì có thể mở ra được, nhưng mà thực sự nhà sản xuất đã đổ keo, không thể là mở ra được nữa. Đèn vẫn được phủ một lớp chống chóa giống như là MBS, tại vì cái này nó gây qua nó không thấy rõ, nhưng mà nó không phủ một lớp chống chóa, nó tím tím. Đây là cái cây để mình đeo vào thắt lưng, mình có thể gỡ ra và chở đầu lại đây, đeo ngược ngược đèn lên hoặc ngược đèn xuống tùy mình thích. Trong này nó có cho một cái ống tương tự như là ống bên mặt kia, mà mình có thể sử dụng hai viên pin ngắn hoặc là một viên pin dài, một viên pin 18650. Đây các bạn bỏ pin vô nè. Cảm giác đầu tiên khi mình cầm mà một ít chai cơ, mình cảm thấy nó rất là chắc chắn các bạn, cầm rất là vừa tay. Đây cái chế độ sáng, đầu tiên là chế độ thấp, thấp này nó mười mấy lumen hay gì ạ. Chế độ cao này, cao vừa. Đây là chế độ medium, đây là chế độ high, high là chế độ cao, và chế độ turbo là chế độ cao nhất, đạt tới mức sáng 1000 lumen. Đó. Cảm nhận nếu mà mở chế độ turbo thì cái đèn này rất là nóng các bạn. Cầm cảm giác nó nóng tại vì nó quá nhỏ mà nó sáng mức sáng tới 1000 lumen. Ngoài ra đèn còn có chế độ chopper. Chopper khi mà mình nhấp ba cái đúc ở dưới 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 đây nè, nhấp nhấp nửa thôi, như đèn nữa. Thì đè ba cái đây là chế độ nhấp nháy. Còn chế độ moonlight là khi mình đè nút trên thân và nút dưới này, đây là chế độ moonlight, độ sáng 0,5 lumen. Vẫn như là của M3X Javelot thì nó cũng có chế độ này nhưng mà nó tối hơn. Theo thông số nhà sản xuất thì ở mức sáng này đèn pin có thể chiếu sáng liên tục được 360 tiếng đồng hồ, tương đương với nửa tháng. Đèn rất là cứng, dày. Ngoài ra còn các phụ kiện đi kèm là một cái đốt sạc Oni. Đốt sạc Oni của chính online sản xuất và được bảo hành 5 năm. Tất cả các đèn của online đều được bảo hành 5 năm nha các bạn. Dây sạc. Hướng dẫn sử dụng. Mà cái này cũng đâu có cần gì hướng dẫn, dễ xài lắm. Đối với pin pin 18650 thì khi các bạn sạc thì các bạn gắn vô đây này, kéo cái này nó sẽ kéo xuống, kéo gắn vô thì đây nó sẽ báo cái mức pin, báo từng mức pin cho các bạn biết, giống như trên hộp có để đây. Khi mà pin đầy thì nó chỉ còn sáng có cái mức này thôi, còn nếu các bạn sạc pin ngắn thì nó vẫn sạc được. Nói chung là cục này sạc tất cả các loại pin, nếu pin nó sạc được. Tổng quan chi tiết, nếu vừa cầm giữa hai cây đèn, một cây chiếu xa và một cây chiếu rộng, thì đánh giá mình cảm thấy mình rất là thích cây đèn mà một ít này. Nó thật, nó chiếu xa được khoảng cách là chiếu khoảng cách là 190 m, chiếu 190 m, và khoảng cách chiếu rất là rộng các bạn, độ sáng 1000 lumen cho 90 m. 190 m thì rất là khủng khiếp. Còn M3X thì theo thông số thì chiếu được một cách là 1000 m một cây số, nhưng mà mình thấy chiếu khoảng tầm 800 m là hữu hiệu nhất. Lên một cây số thì nó vẫn được nhưng mà nó không có rõ, mà
cực kỳ tối khi khoảng cách ngàn mét. Bạn thấy không, sang rất là khủng khiếp, nó nóng luôn á các bạn. Nếu mà chiếu thẳng vô tay mình cảm giác được sự nóng, nóng đèn led mà nóng là muốn sáng nó rất là dữ. Và đây là M1S, đây là con sáng thấp nhất nè, trung bình, cao, turbo, các bạn thấy. Chế độ chopper đè vào nút thân này nó vẫn kích hoạt chế độ. Cái này kêu bằng benzene thì nó dùng để phá kính, tấn công, phòng thủ, khi mà phòng vệ, khi mà gặp chuyện bất trắc mình dùng chế độ chopper mình chiếu vô mặt nó, mình đập. Đây là một cái đèn đa năng dùng để soi sáng cũng như tự vệ vẫn được, mà bé vẫn cũng tự vệ được, rất là cứng. Với như máy bay thì không phải gì phải lo, độ bền tuyệt đối. Rồi, clip mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.